Trong giáo xứ đền thánh Kiên Lao chúng ta quy tụ tại thánh đài lòng Chúa thương xót này, trong tâm tình hân hoan cảm tạ Chúa dịp cắt băng khánh thành tượng đài lòng Chúa thương xót, cũng như là phép chu mới do hội gia trưởng dâng cúng cho giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 51 năm thành lập. Tất cả là hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa thương ban tuôn đổ trên từng người, từng gia đình trong giáo xứ đền thánh Kiên Lao chúng ta. Và vì thế chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, và cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta tha thiết đài xin Chúa, như xưa người đã thương đi cùng hai môn đệ trên làng Emmaus, để Ngài giải nghĩa lời Chúa, giải nghĩa sách thánh cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu được rằng con đường Đức Kitô đã đi cũng là con đường mỗi người tín hữu chúng ta phải bước theo. Đó là con đường đau khổ, con đường thập giá, và qua con đường đó mới được tiến vào trong vinh quang. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng được tham dự nghi thức ban bí tích thêm sức cho một số đông con em trong giáo xứ đền thánh chúng ta. Chúng ta thiết tha cầu xin Chúa cho các em được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi các em như đã biến đổi các tông đồ xưa, để các em trở nên vững mạnh trong đời sống đức tin, cũng như can đảm để rao giảng làm chứng cho Chúa trong cuộc sống đức tin của các em. Trong ngày hôm nay, chúng ta cũng tri ân các bậc tiền nhân, ân thân nhân của giáo xứ đền thánh Kiên Lao, đặc biệt những người đã góp công góp của cho việc xây dựng thánh đài này, cũng như cho hội gia trưởng đã dâng cúng chu mới cho giáo xứ đền thánh chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho tất cả, cũng như đón nhận những người đã qua đời sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm khiêm nhường thông hối, và này xin lòng nhân từ Chúa thương thứ tha, cũng như thanh tẩy tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ tạ ơn chiều nay.